Em Điền chào cô chú chị. Em Điền nay đang có mặt tại ở xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì anh chị đã biết là xã Bình Châu là một nơi là về du lịch biển và tàu thuyền đánh bắt cá, hải sản tươi sống đó, cũng như là chợ đầu mối của huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nay em Điền sẽ giới thiệu cô chú một lô đất mà có diện tích là 10 m và sâu 34 có 40 thổ cư. Thì giá bán của lô đất mình là 3,5 tỷ anh chị, và mặt tiền đường rửa rất là gần biển luôn, mặt tiền đường nhựa. Và gần đất mình có một cái biệt phủ rất là đẹp. Đây, cô chú anh chị có thể thấy. Biệt phủ rất là đẹp, dân cư rất là đông. Giá chỉ có 3,5 tỷ thôi anh chị. Rồi, em đi sẽ quay cận cảnh cho cô chú chị mình xem lô đất của mình nha. Rồi, trước mặt của cô chú chị mình đây là mặt tiền đường nhựa rộng khoảng là 6-7 m. Và cái hướng trước mặt cô chú chị mình đây là cái hướng mình đi ra được cái đường Trần Vĩnh Lộc. Đường Trần Vĩnh Lộc đó là cái đường mà mình đi thẳng xuống biển đó anh chị. Đây, mình đi thẳng tới sẽ gặp đường Trần Vĩnh Lộc, và mình rẽ tay phải xuống là mình đi biển anh chị, cũng như là đi chợ Bình Châu luôn. Khu dân cư rất là đông luôn. Cái đường Trần Vĩnh Lộc đó mình đi thẳng xuống là mình xuống được cái đường cái Hồ Tràm này và Novaland Bình Châu á anh chị. Và mình rẽ nó lại là cái đường quốc lộ 55. Đó anh chị có thể thấy nè, một cái quán cà phê rất là đẹp, rất là to ở ngoài quốc lộ 55. Từ đây mà mình có thể nhìn ra ngoài kia là thấy được quốc lộ 55 luôn anh chị. Đây, anh chị có thể thấy xa chạy ngoài đó anh chị đã ha, quốc lộ 55. Và cái đường hàng sau đây là mình đi thẳng ra là đi ra nối tiếp với lại quốc lộ 55 anh chị, khoảng vài trăm mét thôi, 200 m thôi đó, qua khúc cua kia là tới quốc lộ 55 rồi. Và em đi sẽ giới thiệu cái lô đất của mình đây có diện tích là 10 m hơn anh chị, 10 m phẩy 2 mấy đó, mà sâu là 34 m và có 40 thổ cư anh chị. Đất mình cũng tương đối là vuông vức, không có tấp hậu anh chị ơi. Đất mình hiện tại là đã có rào hết trơn rồi, và khu dân cư cũng đông. Có cái đất có một cái biệt phủ rất là đẹp luôn. Không biết là chắc là một cái đại gia nào đó ở đây xây nhà đẹp quá. Thì cái chỗ mình nói khu vực mình thì hiện tại là đã có điện, đài và nước máy rồi anh chị. Đất mình hiện tại là đang là đất trống và cũng là tương đối cao ráo bằng phẳng anh chị. Từ cái vị trí của đất mình mà xuống biển Bình Châu anh chị khoảng là 2 cây số thôi, và xuống dưới chợ đầu mối Bình Châu cũng như là chợ đò đó cũng là 2 cây số biển, và trường học, ủy ban, nói chung bán kính là 2 cây số thôi anh chị, rất là gần. Từ cái vị trí của em Điền đây, bất động sản của mình đây là mà xuống biển Bình Châu thì không nói nữa, nhưng mà tới biển Hồ Tràm thì khoảng đâu đó là 20 phút anh chị. Từ đây mà chạy xuống đó mình đi đường ven biển này, đường ven biển Bình Châu này, mình chạy thẳng là tới Hồ Cốc này và tới tới biển Hồ Tràm này. Từ Sài Gòn mà về cái chỗ bất động sản mình khoảng 2,5 tiếng anh chị ơi, 2,5 tiếng thôi, đi đường cao tốc. Và cái chỗ mình đây mà đi suối nước nóng Bình Châu thì khoảng là 4-5 cây số anh chị, đi đường này, ra quốc lộ 5 đi đường này nè. Rồi, cô chú chị nào mà quan tâm tới bất động sản này á thì hãy liên hệ với em Điền, em Điền sẽ dẫn cô chú chị mình đi xem thực tế của đất. Rồi, anh chị nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.